Vâng, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Sơn Hoàng Vinhome để trả lời các câu hỏi của quý khách hàng về chương trình khuyến mại của phân khu The Sakura SA3 có gì trong tháng 8. Tôi xin được chia sẻ chính sách bán hàng và chương trình khuyến mại của phân khu Sakura SA3 trong tháng 8 như sau. Tên chương trình khuyến mại: tháng 8 mua nhà nhận quà mùa thu. Thời gian áp dụng chương trình từ ngày 29 tháng 7 đến khi có thông báo về việc kết thúc chương trình. Mỗi căn hộ sẽ được nhận chiết khấu vào giá bán như sau: căn studio 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ cộng 1, giá trị quà tặng sẽ là 100 triệu đồng. Căn 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ cộng 1, giá trị quà tặng sẽ là 150 triệu. Căn 3 phòng ngủ với giá trị quà tặng là 200 triệu. Ngoài ra còn có chương trình quà tặng phí quản lý, khách hàng sẽ được nhận gói quà tặng miễn phí 5 năm phí quản lý kể từ ngày nhận bàn giao căn hộ đầu tiên. Trong trường hợp khách hàng không nhận gói quà tặng phí quản lý sẽ được chiết khấu 700.000 trên 1m2 thông thủy vào giá trước thuế. Về việc ký hợp đồng và tiến độ thanh toán. Thứ nhất, về việc ký hợp đồng, khách hàng sau khi ký thuận đặt cọc 50 triệu trong vòng 10 ngày, khách hàng sẽ nộp thêm 15% giá trị căn hộ và ký hợp đồng mua bán. Và sau khi ký hợp đồng mua bán thì sẽ có hai hình thức bán hàng xảy ra. Hình thức thứ nhất là hình thức thanh toán theo tiến độ, trả thẳng và thanh toán theo tiến độ từng đợt, lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, lần 6 theo quy định của chủ đầu tư. Còn hình thức thứ hai là hình thức mua trả góp, để khách hàng mua trả góp theo hình thức lãi suất hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng nhưng không quá thời hạn là hết ngày 15 tháng 12 năm 2023. Như vậy là tôi vừa chia sẻ với quý khách hàng về hai hình thức thanh toán cũng như là cái chương trình khuyến mại của phân khu The Sakura SA3. Vậy để thông tin chi tiết hơn và được để tư vấn tốt hơn thì quý khách hàng hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại 0972 926 9886 để được tư vấn tốt nhất. Rất mong được quý khách hàng like, share thông tin và đăng ký kênh. Xin được hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video tiếp theo.